Em hay bị tự kỷ. Buồn buồn em hay ngồi nói chuyện với chó à. Lạ nha. Chứ em không có nói chuyện với động vật. Lật xấu em cũng không có à. Không có. Em hơi cá tính một chút xíu cho nên em cần một người ngoan. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, bây giờ bạn giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên Phạm Trung Hậu. Năm nay em được 28 tuổi. Em đến từ Bình Dương và hiện đang làm việc tại Bình Dương ạ. Hậu làm gì Hậu? Em làm cơ khí ạ. Tức là làm cụ thể là gì? Là bên chế tạo máy ạ. À, chế tạo máy móc này kia đó hả? Dạ. Mời em dạ. Gái giới thiệu. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường và em chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai kế bên ạ. Và cùng mọi người ở dưới khán đài ạ. Em tên là Võ Thị Bé ạ. Năm nay em 25 tuổi, quê ở Kiên Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh online tự do ạ. Bán gì cơ? Em bán về thời trang với lại nước hoa chị. Hình như em đang sống với ai? Em đang sống với anh trai ạ. Sống với anh trai. Dạ. Những điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, hát với lại vui vẻ hòa đồng ạ. Còn điểm yếu của em là bạn bè em hay nhận xét em hay bị tự kỷ. Trời, bốc. Mình là làm việc buôn bán mà tự kỷ dạ, là sao? Không phải, do em có cái sở thích là hay đi xem phim một mình đó chị. Nhưng mà em thích thể loại kinh dị với lại phim ma. Trời đất ơi, rồi coi ở nhà hay đi đâu rạp coi? Đi coi rạp đó chị. Đi coi rạp mà đi một mình? Dạ. Coi phim kinh dị, phim ma không? Dạ đúng rồi, sở thích của em. Trời đất ơi, cô vậy này cũng lạ ghê. Một cô gái rất là cá tính đó nha. Chơi gì nữa không? Hoặc là buồn buồn em hay ngồi nói chuyện với chó à. Lạ nha. Nó có hiểu em không? Em nghĩ là hiểu cho nên nó cười quá trời mà. Ủa nó cười luôn, em thấy nó cười luôn. Nó giỡn đó chị. Em nói tiếng người hay nói tiếng khác? Dạ em nói tiếng người ạ. Nói chung em là một cô gái đã gây ấn tượng ngay từ đầu với bên đàn trai rồi đó. Dạ. Em có nói chuyện với gì không? Dạ em không có nói chuyện với lòng dạ. Em có cái điểm mạnh hay điểm yếu gì không anh trai? Em có tính hơi kỹ chút, ham học hỏi, vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn, trung thực, biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu thương ạ. Nhiều dữ ha. Và siêng năng, chăm chỉ, cần cù. Hay quá vậy ta. Em thì không hút thuốc, không ăn chơi, không cá độ, không rượu chè, không lăng nhăng, đặc biệt em rất là trung tình ạ. Trời ơi, dữ vậy trời. Trời ơi, đâu rồi, thế giới còn sót lại có một người vậy nè. Thì em cũng đâu có gì tật xấu đâu đúng không? Dạ tật xấu em cũng không có à. Không có. Wow. Mình nói một chút xíu về tình trường đi, bạn gái. Dạ, em thì từng trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là 1.5 năm. Và em cũng vừa mới đi ăn đám cưới của bạn trai cũ 1 tháng trước. À. Còn một mối tình sau cùng thì cũng là 1.5 luôn ạ. Lý do sao chia tay? Do người ta có, nói chung là bắt cá hay tay với chị, quen người mới. Rồi em phát hiện ra rồi cái chia tay luôn. Dạ. Thế còn bạn trai? Thì em hồi đó em cũng có quen một cô gái ở Trà Vinh ạ. Hồi đó em có làm bên quảng cáo buôn bán mấy thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe. Cô gái đó đến hội trường, em cũng có để ý làm quen. Và em quen cũng được là 3-4 năm rồi. Lý do sao chia tay? Lúc đó là chưa chia tay đâu. Cái hồi nhỏ mà còn tính còn chưa vững chạc. Công việc cũng chưa được ổn định. Thì em cũng ngưng tiếp xúc với bên bên cổ khoảng 1-2 năm sau cổ lấy chồng rồi, cổ cũng ly dị luôn rồi, có một đứa con. Có gặp lại không? Dạ không có. Lúc đó cổ chủ động nhắn tin cho em thì cũng muốn quay lại cô ấy, cho nên tiếp tục cuộc hành trình của em khoảng 2-3 năm nữa. Rồi cuối cùng em thấy cô ấy có một cái chút sự lừa dối ở trong đó, cho nên em quyết định không đi đến nữa. Nên em không biết đó là cái mối tình của em không nữa. Đó là mối tình chứ gì nữa. Em chưa được nắm tay, chưa được từng gì hết luôn ạ. Chưa được làm gì hết. Quen từ lúc ta chưa có chồng, tới lúc ta sinh con. Dạ. Rồi người ta bỏ chồng, người ta dẫn con, rồi quen nữa mà chưa nắm tay luôn. Dạ chưa. Ôi, vậy em có men không vậy? Em định hỏi rồi đấy. Em gặp cổ em nói chuyện gì? Thì nói chuyện cũng vu vơ chút. Vu vơ? Vu vơ, hỏi em khỏe, nay em làm như thế nào, ăn cơm như ra sao vậy á. Như rất là lâu, nhưng lý do tại sao không nắm tay, không có hôn gì chứ vậy? Tại lúc đó em quen cũng khoảng được 1 tháng, tại hội trường nó dọn đi á. Cho nên em không có ở đó tiếp xúc với cô ấy nhiều. Hello.
Dạ chào chị Cát Tường ạ. Bạn gái bên này hỏi, nhờ chị hỏi giùm em một câu thôi, là em có men không? Dạ men ạ. Men sao làm gì một thời gian vậy mắt nhưng mà không được nắm tay vậy ta? Tại em có chút khờ lắm ạ. Khờ nhưng mà thí dụ như là mình giống đực gặp giống cái, mình phải sáp vô mình tới bấu víu liền rồi, chứ. Lịch sự em không như vậy được. Em 28 tuổi hả? Dạ. Em trai hay em gái? Em con trai mà. Giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Nói về nhược điểm của cô ấy, nhược điểm hay ưu điểm của cô ấy. Trời ơi, cái mẫu người lý tưởng của em á. Cái mẫu người lý tưởng của em hả? Nói về chiều cao thì cao khoảng 1m50 đến 1m65 là được. Rồi. Rồi ăn mặc thì đừng hở hang quá. Cũng đừng có cầu kỳ quá hả? Có vẻ thích truyền thống chút xíu. Dạ truyền thống một chút, ăn mặc vừa vừa thôi hả? Vừa vừa thôi. Chứ đừng hiện đại quá, em thấy hiện đại giờ em thấy hại điện quá ha. Không phải, em thấy nó kỳ kỳ sao á. Kỳ kỳ ông ơi, hiện đại là đẹp kỳ, hiện đại ta đẹp chứ gì đâu kỳ. Không phải, em thấy nhiều cái quần áo á, cái thì thiếu, thiếu quá trời luôn. Cái thì dư mô đen mà dư mà như cái mền vậy á. còn cái này mỏng, mày mỏng mong manh luôn, như cái dễ rách vậy ha. Không, nhìn xuyên thấu luôn. Trời ơi, thì đó như dễ rách. Là vậy em không thích hả? Em không thích hả? Dạ không, thấy nó sao sao á. Có khi nào em nhìn cô gái nào mà tự nhiên em thèm, em nuốt nước miếng không? Em dạ cái em... đó thì có ạ. Có luôn hả? Có, nhưng mà em thấy cái gì mà em thèm nuốt nước miếng? Em muốn cái gì thì nuốt nước miếng, nhưng chứ không thèm quá nha. Thèm ăn thịt người ta chết. Dạ. Nhưng lý do sao nuốt nước miếng? Căng à, nuốt. Thì em thấy cô ấy xinh quá. Rồi sao nữa? Sao thèm? Dễ thương quá. Gợi cảm quá. Có xuyên thấu không mà gợi cảm? Không. Thật đó là hở hang quá đó. Vừa phải mới gợi cảm được. Nhờ em đúng cái hở hang mình mới chảy nước miếng. Mà em cấm về người yêu em hở hang là sao? Không, ở nhà được chứ ra ngoài đừng có hở quá. Sợ thằng khác nuốt nước miếng hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ còn cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có sống ảo quá hả? Sống ảo là sao, ví dụ? Ăn một bữa ăn phải chụp hình rồi phải đăng lên. Đi đâu đó nhà vệ sinh cũng cầm điện thoại chụp hình. Không được xăm hình, đừng có nhậm tóc. Trời ơi, có cái gì tùm lum vậy? Ông bao nhiêu tuổi nhưng ông cũng già vậy, cũng non vậy. Trời ơi, được rồi, để tôi nghiên cứu là sao cái mặt thì non choẹt hả ông ơi? Cái mặt nhìn coi như là sủ nhi. Em không phải sủ nhi chị. Ý là tôi nói nhìn cái tướng, cái mặt, nhưng mà ở bên trong nó già chát hà. Theo em, người con gái đạt mấy điểm thì là chuẩn đối với em? Khoảng 7-8 điểm là được. 7-8 điểm là về cái gì mà 7-8 điểm? Dáng. Giọng nói, tính cách, hiếu thảo, lịch sự lễ phép hay không Ồ, dạ, chào em gái. Chào anh. Bây giờ em nghe chàng trai dạ. nói em thấy mình được khoảng mấy điểm? Em tự nhận xét em có thể được 8 điểm thôi đó anh. Rồi, xuất sắc luôn. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói với anh Linh luôn đi. Mẫu bạn trai của em thích một người ngoan, hiền và thật thà. Em thích một người ngoan, hiền và thật thà. Ngoan, kiếm chồng mà ngoan hả trời? Ngoan chi trời? Anh dạ. ngoan lắm đó, em thấy không? Nãy giờ nghe anh nói thì cũng thấy ảnh hơi bị ngoan đó. Dạ, gọn gàng, sạch sẽ là ok. Quá sạch. Được dạ, hết luôn á. Vậy được rồi đúng không? Dạ. Thì kiếm trai ngoan chi vậy? Em hơi cá tính một chút xíu cho nên em cần một người ngoan. Nhà để về dạy anh ta hả? Nhiều lúc thì em cũng có thể chỉ cho anh nhiều thứ mà anh chưa từng làm bao giờ. Anh không có hút thuốc, uống rượu, không ăn chơi, không trai gái, không có cái gì bất cứ gì hết trơn á. Nói chung là ngoan là số 1 rồi đó. Dạ, không hút thuốc là ok. Thật thà, rồi. Bé, hậu. Dạ, bé hả? Dạ. Dạ dạ bé hả? Bên này bé, tên bé. Dạ. Bên này tên hậu, gọi là bé hậu. Rồi. Nay em đi với ai nè? Em đi với anh trai và một người chị của em. Anh ruột hả? Anh ruột ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Thì em là Hoàng Ninh, em là anh trai của bé. Bé rất là cá tính và rất là dứt khoát trong tình yêu. Còn về cái bạn nam á, thì em thấy là bạn hiền. Mới gặp có vài phút thôi nhưng mà em cũng chưa có dám nhận xét nhiều đâu. Em chỉ muốn nhắn nhở tới hai bạn một câu thôi. Có duyên gặp ở trên này rồi thì cứ cho nhau cơ hội, có phận hay không thì cứ đợi thời gian trả lời. Cảm ơn em. Hậu đi với ai Hậu? Dạ em đi với cậu mợ và bé con của cậu. À có cậu mợ ha. Em xin chào chương trình, chào anh chị Cát Tường và cậu. Quyền Linh. Dạ chào anh. Em là cậu của Tí Hậu. Nhà bên kia bé. Bên đây Tí. Ở nhà kêu nó Hậu đó. Tí hồi đó giờ nó kêu Tí Hậu. Nó em cũng hiền lành. Từ nào giờ nó cũng không có bạn gái gì hết á.
cho nên nó nhiều lý nó nói những cái câu đó ra hôn nó như ông già vậy, chứ thật ra nó không phải vậy. Cái tính đó là mình nghĩ nó như ông già chứ nó không phải ông già đâu, nó còn trẻ mà. Dạ dạ, thì có tính vậy đó. Thôi hai bạn gặp nhau được thì tới luôn chứ. Tới luôn không cậu? Dạ. Nhưng mà cậu thấy cháu dâu tương lai vậy được không? Thấy thì được rồi đó, nhưng mà đó là cậu chấm còn nó nữa. Cậu chấm rồi đúng không? Của Tí Hậu. Nhiều khi cậu được con được sao? Rồi được, quan trọng được hay không là do cháu nữa. Dạ. Cảm ơn dạ. Cậu mở màn nha, mạnh mẽ lên nha Hậu, cố gắng lên nào, tìm người yêu thôi, mở rào. Rồi mời hai bạn. Anh có bó hoa dạ, cảm ơn. Anh thấy chiều cao của em đủ tiêu chuẩn của anh chưa anh? Dạ đủ à. Dạ đủ. Em nhìn anh không nghĩ anh 28 tuổi luôn á. Nhìn anh trẻ quá. Anh cũng nghĩ vậy á. Trời ơi, tự tin dữ. Cảm nhận lần đầu tiên anh gặp em thì anh thấy như thế nào? Anh hiện trong trong lòng rất là hồi hộp. Nhiều nhiều khi nãy giờ em anh cũng run quá trời luôn. Em nhìn dễ thương, cũng hiền. Cô nó không có hiền đâu. Cô này không có lắm. Chút một chút hiền, một chút dữ à. Anh thấy chấm cho em được mấy điểm rồi anh? Khoảng 7 điểm rưỡi rồi. Xạo quá. Dạ thiệt ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Em có 3 điểm muốn hỏi anh. Em cứ anh hỏi. Anh có ăn cay được không? Ăn cay ăn được ạ. Anh có thích ăn hải sản không? Hải sản được luôn. À, vậy anh về chung đội với em được đó, quê em ở dưới biển. À, anh thì hết ăn món ngon, em nói em nội trợ tốt hả? À, em nấu ăn cũng ổn anh. Nói chung nội là... trợ tốt là anh phái lắm. Cô gặp nhau nói chuyện tình yêu, chuyện ăn vậy. Tới vô chuyện tình yêu đàng hoàng chứ ăn uống gì đâu đây. Em thấy anh sao không? Có hợp với em không? Rồi tấn công liền thử coi. Dạ. Anh thấy... À, phải, em thấy... em thấy anh như thế nào? Yêu cầu của em là hiền. Thật thà thì em nhìn thấy ở anh đều có những điều đó. Mới gặp lần đầu tiên thì em cũng không dám đánh giá nhiều. Em với anh có thể tìm hiểu sâu hơn mới mình mới hiểu rõ nhau hơn nhiều được. Hẹn hò sao? Đứa ở Bình Dương ở thành phố Hồ Chí Minh đó, rồi ông kia không biết đường biết xá gì rồi đi chơi sao? Dạ có Google Maps là chị. À. Nếu mà mình tiến tới nhiều hơn em muốn sinh được mấy đứa? Theo tiêu chuẩn thì em tỷ sinh từ 1 tới 2 con anh. Dạ như vậy là ok rồi. Nãy bạn gái đó nói hỏi bạn trai 3 câu mới hỏi 2 câu hả? Dạ nữa. Câu cuối cùng em đang chuẩn bị. Câu cuối cùng em hỏi anh là anh có thích em không? Anh có thích em không? À. Thích chứ. Cảm xúc của anh về em thì trong lòng anh thì rất là ok rồi. Nhưng dạ. Mà về sau thì mình tìm hiểu chứ mình sẽ hiểu rõ hơn. Hỏi nếu mà anh về với em thì em nói chuyện với chó hay nói chuyện với anh? Em yêu hú vật như vậy. Về nhà em nói chuyện với ai nhiều hơn? Nói chung thì lúc mà chưa có bạn trai thì thời gian rảnh thì có thú cưng thì em lại thích nói chuyện với thú cưng. Nhưng mà nếu mà có bạn trai rồi thì mình phải dành thời gian cho bạn trai mình nhiều hơn chứ. Ủa nhà mình nuôi mấy con rồi? À, nhà em chỉ có nuôi một con thôi. À, một còn con được chứ một... nhiều con chắc không nói chuyện nha. Không. Một con anh chiến đấu với nó nổi phải không? Nhiều quá anh thua phải không? Dạ đúng không, rồi. Nếu mà có anh về chắc là nó bị bỏ qua một bên rồi đó. Nghĩa là anh em ưu tiên thôi. Anh nhiều hơn chó đó. Ưu tiên hơn là ok rồi. Chứ người vẫn chơi vui hơn chó chứ. Đột nhiên nói chó xong nó cũng kỳ kỳ sao. Cún ha. Một cún này cún này chứ chó nghe nó. Tự nhiên nó càng cái cún nó kỳ quá. Thôi bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một bài đi. Nghe nói cả Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Tới em đó. Em hát một đoạn thôi nha anh. Ừ. Dạ. Tiến tới gần hát cho vui. đứng sát đó, sát vô. Tấn vô. Mời. Dạ. Tại em đứng gần quá anh ngùng quá anh hát không được anh. Đấy ngùng quá anh ơi. Tập từ từ quen đi. Nhìn thẳng vô mắt luôn. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Cảm ơn nhé. Tập này ổn ạ. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nha. Dạ.
Em thấy tim mình có rung động không? Dạ rung, nãy giờ rung và hồi hộp lắm. Hồi hộp đúng không? Rồi, tí ráng lên nha tí. Dạ. Đây. Nếu bấm nút là chúng ta bắt đầu có nụ hôn đầu tiên đó. Được không? Dạ được ạ. Biết hung không? Chắc giờ biết. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Có bạn trai kìa. Nói với anh trai điều gì đi, hứa với anh trai điều gì đi. Em hứa với anh là em sẽ chăm sóc và lo lắng cô ấy nhiều hơn như ngày hôm nay à. Và em xin xin hôn cô ấy. Em hỏi ý kiến của em gái anh xem nó có cho hôn hay không. Nếu mà cho rồi thì hai đứa cứ dắt nhau đi về. Dạ em xin cảm ơn. Thì được. Sao anh nhận được anh? Không chán luôn. Bạn ấy nói hùng mình chán. Không có được. Một, bản lĩnh lên. Trời ơi, cô ấy quay qua. Quay qua thì đúng rồi. Quay qua cho em hung đó. Trời, quay qua không chạy quay hả? Quay qua hung chúng mồi. Ủa chúng mồi là bị gì? Cô ấy quay em, qua. Em đứng yên đi. Hung thì nhỏ không được, phải hung lâu lâu chứ. Mừng lợi nè. Chị nào nói bua thôi mới thôi nha. Từ từ. Để im, để im. Để im, để im. Nhón dữ vậy. Cao quá. Cao quá. Tao hôn cứ bình thường đi xong rồi cứ. Cao quá em không. Cao thì hôn thấp xuống. Không có nhón nha. Không có nhón. Được không? Dạ, ba được cái. Giờ nhắc lại cô đó tên gì? Tên bé. Còn em tên gì? Em tên Hậu. Bé Hậu. Rồi chúc mừng các bạn. Dễ thương lắm. Đây là chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn nha. Đến đó xem phim để yêu nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn nha. Đây chị Tường gửi quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Má cũng vui sớm cho anh chị nha. Anh xin lỗi. Không sao, không sao. Không sao, cứ nói đi em. Em hơi nhạy cảm là bố mẹ cãi vã thì đêm đêm em nằm em hay buồn lắm. Thấy bố mẹ mình như vậy buồn lắm. Nhưng mà em không dám nói trước mặt bố mẹ em, tỏ ra mạnh mẽ. Có một lần em nhớ có một lần lúc đó em đang học 12, bố mẹ cãi nhau. Mời em gái. Rồi. Mời bạn nam. Rồi. Dễ thương thôi, quá. Em gái giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Vũ Thị Duyên, năm nay 23 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em là gia sư tại nhà. Em dạy toán lý hóa cấp 2 ạ. Đi làm gia sư ha. Mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tuấn Anh, 24 tuổi, hiện tại em đang ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Công việc lái xe Grab 4 bánh à. Trước đây thì em làm công việc gì? Dạ, trước đây em đi bộ đội xong về học lái xe ra chạy taxi Mai Linh được 1 năm rồi sau đó gia đình mua xe em chạy Grab. Dạ. Em thấy mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu gì trong cuộc sống? Dạ, điểm mạnh là phụ giúp gia đình, ham học hỏi, hòa đồng, vui vẻ. Điểm yếu là ăn nhanh. Em ăn cái gì cũng nhanh hết á. Hình như là ngược hết với em luôn á. Em sao? Còn em thì sao? Em ăn rất là chậm, làm việc gì cũng chậm hết. Em mà đi tiệc á, em ăn là thế nào về nhà cũng bị đói à. Tại người ta ăn xong rồi em mới ăn. Bây giờ em hãy cho biết cái tình trường của em chút xíu đi. Trước khi em đi bộ đội em có quen một cô ấy. Nhưng mà trong thời gian quân ngũ á thì cô ấy không chờ đợi em được thì cô ấy cũng đã lấy chồng. Dạ. Cũng còn nghiệp ta thời xuân xanh. Và tới bây mà. Giờ thì em vẫn đang độc thân. Có khi nào trên xe có cô gái đẹp rồi tâm sự chia sẻ với cổ không? Dạ không anh. Đối với em quan niệm rõ ràng, khách là khách, mình là mình. Kết thúc chuyến xe chào hỏi khách vui vẻ vậy.
À, dạ cũng tốt ha. Rồi bạn gái, cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em đặc biệt là nói chuyện rất hợp với mấy người già, người lớn tuổi. Ồ vậy hả? Dạ. Và còn điểm yếu của em á là ăn chậm, làm việc chậm. Với lại mọi người nhận xét em là hung dữ và khó tính. Gì kỳ vậy? Chả cái gì cũng chậm chậm mà hung dữ khó tính chỗ nào? Em mà đi dạy bình thường em rất là hiền, nhưng mà bữa đó mấy đứa dặn là về nhà làm bài tập mà không làm là em nổi khùng lên, em chửi dữ lắm. Chửi thì sao? Cô dặn bao nhiêu lần rồi sao không làm bài tập về nhà? Rồi vậy sao học? Đó vậy thôi. Vậy cũng đâu có gì đâu dữ, vậy mình răng đe học trò, vậy học trò mới sợ cô chứ. Mà mấy đứa nó sợ cô không? Dạ có. Sợ vậy là tốt rồi, dạ. Học trò phải sợ mình dạy mới được chứ. Dạ. Cái đó không thành vấn đề đâu ha. À, mấy bạn nhận xét em dữ lắm. Vậy hả? Vậy chắc còn cái gì dữ hơn nữa đúng không? Em cũng không biết nữa. Tình trường thì sao? Em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình? Dữ. Sao sao? Cái mối tình 23 nào? 23 tuổi 4 mối tình là cũng dữ rồi quá. Đó. Mối tình sâu đậm nhất. Nhất của em là 1 năm nhưng mà chưa gặp mặt lần nào. Gì chắc quốc vậy? Năm chưa gặp mặt lần nào sao gọi là mối tình? Dạ. Là thì yêu đồng ý quen rồi chị. Trên mạng á hả? Dạ, cái anh đó là anh của bạn em. Cái anh thấy hình, cái anh xin số điện thoại, anh làm quen xong rồi đồng ý quen. Rồi anh cũng hứa là anh vô đây đi làm. Cái xong rồi cuối cùng anh không vô, anh kêu em về quê. Nhưng mà ba mẹ em ở đây hết rồi nên em không muốn về quê. Chưa gặp mặt nhau lần nào? Dạ đúng rồi. Không ở đâu lận? Dạ ở ngoài Thanh Hóa chị. Là chưa có vô đây lần nào hết? Thăm dạ, nhau là chia tay luôn rồi? Dạ chưa. Trời ơi là trời, một mối tình. Rồi mối tình nào mà gặp mặt rồi mà sâu đậm nhất? Dạ mối tình cuối cùng. Cuối cùng? Gặp mặt rồi sâu đậm nhất là 3 tháng. Trời đất ơi, rồi làm gì trong 3 tháng đó được cái gì rồi? À, gặp nhau được 3 hay 4 lần gì đó. Tại vì anh đó là làm trong quân đội. Anh gọi là y như kiểu vô tâm á chị. Rồi cuối cùng là em kêu giờ anh quyết định đi. Một là quen nữa, hai là chia tay. Anh chọn chia tay nên là em chia tay luôn. Trời đất ơi. Thôi bỏ qua đi em ơi. Nghe dạ, cuối cùng thấy không có mối tình với em nào nó sâu sắc hết trơn á. Bạn nam hát tặng bạn nữ hoài cho nó xôm không khí lên coi. Bạn nữ tình duyên lận đận quá. Bắt đầu. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa vời. Cảm ơn. Thế giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào em trai? Đơn giản, chung thủy, là một phụ nữ truyền thống, không màu mè, không cầu kỳ. Vậy thôi. Cao thấp mập ốm. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được rồi. Em có 1m50 anh ơi. Ờ không sao đâu, anh bù rồi. Anh bù gì được? Anh bù chiều cao cho. Cắt chân qua chị. Rồi còn gì nữa? Em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Ừ. Đẹp như chị Cát Tường là được rồi. Rồi. Trời ơi. Được. Cảm ơn em nghe. Để dạ, qua anh coi coi đẹp không. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Cũng hơi giống giống. Rồi em gái, em dạ, có mẫu hình lý tưởng nào về người chồng lý tưởng của mình? Dạ bố của em ạ. À, bố của em ạ. À, sao biết này giống bố em ta? Bố em thế nào? Thơ bố em coi. À, bố em nói chung là một người đàn ông của gia đình, bố rất là yêu thương gia đình. Ừ. Mặc dù nhiều lúc bố mẹ em có hay cãi nhau á, nhưng mà sau tất cả thì vẫn quay lại. Anh xin lỗi. Không sao không sao, không sao cứ nói đi em. Em hơi nhạy cảm là bố mẹ cãi vã thì đêm đêm em nằm em hay buồn lắm. Thấy bố mẹ mình như vậy buồn lắm. Nhưng mà em không dám nói trước mặt bố mẹ em, tỏ ra mạnh mẽ. Có một lần em nhớ có lần lúc đó em đang học 12, bố mẹ cãi nhau định ly dị luôn. Em nói là giờ bố mẹ ly dị thì con nghỉ học, không đi học nữa. Sau đó là bố mẹ mới ngồi lại nói chuyện với nhau á, mới quay lại. Tại vì mẹ nhiều lúc mẹ bố em đi làm xa, cái mẹ em hiểu lầm là bố em lăng nhăng hay này kia. Nhưng mà em biết bố em là người rất là chung thủy. Nhiều lúc bố không dám nói với mẹ, nhưng mà những buổi tối em với bố coi đá banh hay là coi tivi, coi phim hoặc là ăn cơm thì bố đều tâm sự với em. Bố nói là đôi khi mẹ hay làm quá vấn đề, nhưng mà thực ra là bố rất yêu mẹ.
nên là bố sẵn sàng bỏ qua, không muốn nói, tại vì nếu nói ra thì gia đình sẽ có cãi vã và không ấy lại được. Tại vì lúc nóng giận thì mình nói ra những lời á, có thể gây tổn thương đối với người khác. Và em muốn một người yêu của em giống như bố em, tức là chung thủy và sẵn sàng nhường nhịn, bỏ qua như là bố em đã bỏ qua cho mẹ em, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chàng trai thấy được không? Được anh. Được đúng không? Dạ. Rồi mình có thể hỏi thăm ý kiến người thân cái đã. Khoan cho em qua coi chàng trai bên kia cái đã, đang còn xúc động với câu chuyện của cô gái nè. Bây giờ em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Chị hỏi anh coi có uống rượu hay là thuốc gì không? Em không có chịu được mùi thuốc, tại vì nhà em không ai hút thuốc hết. Chào chị. Rồi chào em, đó em nghe câu hỏi của bạn gái rồi đó. Dạ. Em trả lời đi. Em thì từ nhỏ đến lớn là thuốc men, rượu chè là không bao giờ em nghiện ngập bất cứ một thứ gì. Ừ. Đặc biệt là em tài xế nữa, khi đã lên ôm vô lăng là không bao giờ, dù có nể nang lắm hay là có đi tiệc tùng với khách khứa mời em vô em ăn một miếng hai miếng là xong, em đứng dậy em chào về. Ừ, rồi vậy dạ. Tốt rồi ha, yên tâm rồi ha. Còn dạ. Gì nữa không? Dạ cao, hình. Cao trên 1m7 đi. Cao, tại nhà anh này em cao. Cũng cao hết á. Anh này cao mình em luôn ạ. Rồi gì nữa? Dạ nói chung biết quan tâm gia đình như ảnh nói là được rồi. Em có định sau này em phát triển kinh tế em làm gì thêm để tăng thu nhập khi mà có vợ có con không? Dạ em cũng dự định mở một quán cà phê rang xay á tại nhà rồi nếu mà lấy vợ về cho vợ phụ giúp, bạn bè em cũng đông nữa. Là mình sau này lập gia đình là mình sẽ ở với ba mẹ luôn đúng không em? Dạ, là làm dâu đúng không? Sao cũng được chị, ba mẹ cũng chia đất cho ba chị em trong nhà, ai cũng có phần hết rồi. Thì nói chung là vợ chồng tự lực đó thì có đất sẵn đó thì tự đó mà làm nên sự nghiệp thôi. Rồi dạ. Ok, chị thấy vậy là cũng ổn định rồi đó. Cặp này chị thấy được. Giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và hai bạn thân ạ. Chào hai anh chị. Dạ, chào cô. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cách Tường, à, chào quý vị khán chào giả cô. Chào bạn trai bên kia. Chào cô. Cô thấy là bạn trai bên này thì cũng hiền, tính cách cũng được. Thì hai cô anh mà thấy có duyên thì hãy cho nhau cơ hội trên hết. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ và em trai. À, có ba nữa, dạ. Có mẹ nữa. Rồi, dạ, chào cô chú. Con chào cô chú. Vâng, xin chào chương trình và chào em xin quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Nói chung ở nhà thì tôi thì bộ đội nghỉ hưu. Gốc của bác là người Nghệ An. À cho dạ. Mình đi năm 82, năm 90 là ở Đông Nai, đi lên đây được 5 năm rồi. Thì nhờ chương trình đây là gọi như để hai cháu gặp nhau, đấy là cái duyên rồi. Thì hai cháu cho cơ hội nhau là bấm nút thì ta tìm hiểu từ từ. Thì bên này khuyết điểm cái này thì bổ sung bên kia. Nhá. Bởi vì mình tìm ở ngoài đời nó khó lắm. Được cái này mất cái kia rồi là giá cảnh người này người nọ khác kia tên thì mong hai con nó bấm nút rồi là họ hẹn tìm hiểu tiếp. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú ạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai bé gặp mặt nha. Mở rào. Rồi bắt đầu đi. Wow. Mình đến có món quà tặng em. Dạ. Đây là cái xe mô hình. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Dạ em có món quà tặng anh. Dạ tặng chiếc xe ý nghĩa gì em trai? Em làm công việc lái xe á chị. À đó là xe mô hình thôi. Vậy thôi hả, chứ có gửi gắm gì vô cái chiếc xe đó tặng cổ không? Thì mỗi khi em lái xe trên đường thì bạn nữ nhìn vô chiếc xe là biết em. À, anh có thấy trên bó hoa của em có gì đặc biệt không ạ? Rất đặc biệt luôn đó, nhìn kỹ đi. Cái gì? Nhìn hoa. Trời ơi, ông nhìn cái hoa mà ông không thấy gì đặc biệt hả? Nó có hoa gì ở trọng? Có. Đây nè. Trời ơi. Hoa hồng nè. Hoa hồng à. Rồi các loài hoa nè. Đó, rồi có cái này đó. Cái này là cái gì nè? Xà lách anh, xà lách anh. Rau xà lách anh. Rau xà lách. Xà lách bắp cải gì đó. Này là gì? Đó là dưa hấu hay sao? Cà rốt. À cà rốt. Cà rốt. Dạ. Đó, nó đặc biệt ở chỗ đó đó. Mày hỏi cô biết cái hiểu ý nghĩa không? Ý nghĩa em vẫn chưa tìm ra cái ý nghĩa. Lấy cổ về là chỉ ăn rau củ không đó. À là ăn chay á hả gì? Mày hỏi cổ đi chứ sao chị biết được. Ý là ngoài tình yêu ra thì chúng ta phải chăm sóc một cái vườn rau cải
trong gia đình ha, hay là cho dù đẹp cách mấy nhưng cũng phải có cái ăn được, có thật mới giật được đạo. Ước mơ sau này của em á là có một vườn rau, trồng hoa. Và ước mơ lớn nhất mà trước giờ chắc bố mẹ không biết đâu là em muốn mở một cái nông trại trồng rau. Nên là em muốn tặng bó hoa này mang ý nghĩa đó thôi. À, trồng quả hồng thì khó chứ trồng cải xà lách đơn giản mà em. Đơn giản đúng không anh? Yeah. Không, em trồng nhiều loại hoa lắm, em thích trồng nhiều loại lắm mà. Tại vì ở nhà em thì cũng là vào đây đi lập nghiệp thôi, nên là chỉ có đủ đất để xây nhà thôi à. Em chỉ trồng thêm rau thôi chứ không có trồng hoa. Rồi, hai đứa nói chuyện rồi. Đi về rau, củ quả gì để sau đi. Chúc cô xào gì này cho. Em thấy anh sao? Nếu mà qua cách nói của anh á, thì em thấy anh là một người quan tâm gia đình giống như em. Tại vì em quan niệm á, là gia đình là nhất. Quận 9 với Bình Dương sát nhau mà, em ở Bình Dương chỗ nào? À, em tuốt ở trên Bầu Bàng lận. Mà cái hướng nhà em là quốc lộ 13 đi thẳng đúng không? Không. Hướng nhà em là hướng lên Dầu Tiếng. Hình như là đường DT749. À, em nhớ là vậy mà em cũng hỏi đường rõ. Sao đi. Vô chuyện tình yêu đi. Nãy giờ nói rau củ quả với đường không à. Nếu như em có vợ thì em sẽ làm lo lắng gì cho vợ? Thì quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi phụ vợ làm việc nhà đồ. Còn vấn đề con cái thì vợ lo. Hả? Sao vợ tự lo được? Anh thì, cũng phải phụ chứ. Thì cũng phụ một phần nào đó thôi. Phụ được cái gì phụ thôi chứ còn dạ. Anh không có quan niệm cái gì hết. Dạ, nói chung là em thì nghĩ là trong gia đình á thì ai cũng làm được hết, nam cũng như nữ, chồng cũng như vợ, thì ai cũng phải chăm sóc con, gần gũi con. Tại vì khi nó lớn lên á, mà cái mà bố mẹ mình thể hiện á, mình làm sao á là nó học y chang vậy à. À, lúc vợ sinh thì em làm gì? Em sẽ phụ giúp mọi công việc có thể. Ví dụ? Ví dụ như chợ búa rồi đi mua mấy cái đồ lặt vặt cần thiết. Rồi khi con khóc hay là con gọi là đá dầm á, thì anh làm sao? Anh có thể thay tả cho con giúp em không? Có, anh có thể làm được. Chỉ có đẻ cho em là anh không làm được thôi. Em nói chốt vô một câu vậy đi, cái gì anh cũng phụ em được hết á. Cái gì anh cũng phụ được đó, hết. Cho nó dứt khoát rõ ràng. Ở nhà em á, lên chỗ anh chắc cũng phải hơn 2 tiếng. Thì một tuần anh có thể lên thăm em bao nhiêu lần? Khoảng cách xa gần anh không quan trọng, nhưng mà quan trọng là mình thương nhau thật sự. Tại vì khi em yêu em hay tin tưởng người ta dữ lắm. Chia tay mới phát hiện ra người ta có người khác. Không, yên tâm đi. Anh tin em này. Em thấy tính cách nãy giờ không? Rất là nhút nhát. Đây mới là người chung thủy nè. Dạ. Vấn đề là tình yêu có đủ thăng hoa để nhớ nhau, để yêu nhau, để đến với nhau hay không thôi. Em nhìn cô gái đi. Em thấy có rung động gì với người đối diện không? Dạ, có. Em thích cô gái không? Em thích mẫu người như này. Thích điều gì của cô gái ấy? Sống giản dị, tình cảm. Trên gương mặt cô ấy thích gì? Phúc hậu. Thích nụ cười không? Có. Bên đây đồng ý thì khoảng bao lâu em cho bước tới được em gái? Dạ, khoảng 1 năm đến 2 năm. Khoảng 1 năm. Được ha? Dạ, được. Bố em đồng ý đâu mà. Và bây giờ nhắm mắt lại cho các bạn. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa xem. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Có bấm không? Có bấm không em? Có. Mời em gái. Rồi, nắm tay nhau đi nè. Quay cái này ra cho nó đẹp nè. Bây giờ xin phép đi. Nào. Xin phép cô cho con được hôn em. Đó, gật đầu đó. Thấy được không? Được. Thấy lòng mình nó gọi là rung động không? Rung này, động. Chàng trai này hiền lắm đó nha. Cố gắng giữ lấy nha, anh ấy thật tình lắm đó. Dạ. Tôi tức cô rồi đó, tôi nói bực cô rồi đó. Vậy bây giờ em ghi nhận cho anh nha. Ghi nhận cái gì? Nếu như anh không đồng ý thì em xin phép được gác máy, em chào anh. Ê, trời ơi.
Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Võ Hữu Khương, năm nay em 24 tuổi. Em đang là kỹ sư an toàn. Kỹ sư an toàn là sao? Dạ là mình coi về các công tác an toàn ở trên công trường hoặc là nhà máy này kia chị. À, quê em ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang, em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thị Hồng Phượng, hiện tại thì em 22 tuổi. Em quê ở Long An. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại công việc của em là em đang làm bên mảng chăm sóc khách hàng của nhà mạng Vinaphone ạ. À, vậy ha. Dạ. Chăm sóc khách hàng. Một bên là bảo vệ an toàn cho mọi người ha. Dạ. Cũng được. Một bên Tiền Giang, một bên Long An. Hợp lý quá. Hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em? Dạ, điểm mạnh của em thì em hòa đồng, dễ gần. Nói chung là mới gặp em có thể tiếp chuyện được với người đó. Và hơi khùng xíu, hơi lầy xíu. Khùng lầy là sao em? Tức là em khi mà em cảm thấy người đó hợp với mình rồi, hợp gu rồi là em lầy hết mức. Mà khùng hết cỡ. Đang làm việc thì em đang nói chuyện khách hàng, có thể em nốt máy lại, em hát một câu ngu ngơ nào đó. Em câu giờ khách hàng vậy đó hả? Em nốt một xíu thôi, em hát chừng câu vài 4-5 chữ thôi. Còn, nếu như còn điểm yếu thì em hơi nóng tính một xíu. Và khi mà em nóng tính rồi thì nói chung là bất cứ ai nói cái gì em cũng không có nghe hết. Bây giờ thí dụ anh là khách hàng nè, gọi tổng đài em nè. Alo. Dạ, số 6156 xin nghe ạ. Làm ăn gì kỳ cục vậy? Đứt mạng hoài vậy? Dạ anh gặp tình trạng đứt mạng, anh chưa cầm mạng không được hay sao anh? Mạng wifi hay là 3G ạ? À? 3G wifi gì cũng bị đứt hết. Hiện tại anh vui lòng cho biết bật mạng lên trên cột sóng điện thoại có hiện lên chữ H cộng E 3G hay 4G gì không anh? 4G H cộng gì đứt hết, không hiện gì hết á. Giờ cũng tính sao với tôi? Trường hợp này để em hướng dẫn anh reset. Không hướng dẫn gì chứ á. Hát đi hát, bấm nút bấm hát. Tôi này căng mấy không có bấm chị. Tôi tức cô rồi đó, tôi nói bực cô rồi đó. Vậy bây giờ em ghi nhận cho anh nha. Ghi nhận cái gì? Nếu như anh không đồng ý thì em xin phép được gác máy em chào anh. Ê, trời trời. Thường em có hay gác máy không? Có chị cục nào căng lắm nhưng mà hiếm ai khó tính nhanh lên lắm. Còn cái vụ hát đi, hát vài câu giả tỷ à, nhưng mà em hát dở lắm chị ơi. Kệ, nó kệ, khách hàng đâu nghe đâu. Em coi như em gác hát mình vậy đó. Hát anh bên kia anh xỉu luôn, không bấm nút nữa chắc còn chết em nữa. anh đang sẵn sàng lắng nghe thôi này. Để vài bữa có gì về em hát riêng cho anh nghe. Trời ơi, cô này cô duyên dễ sợ dễ thương khủng khiếp luôn á. À, bạn trai nãy giờ im re vậy em? Dạ nghe, thấy sao em nghe nãy giờ ốc cục em nổi quá trời chị. Bây giờ tình trường đi. Em trải qua hai mối tình. Mối tình hồi cấp 3, chia tay được khoảng một năm. Cuối năm 3 em quen một bạn chung với trường của em. Thì bạn đó thì quê ở Bình Định, cũng dắt về nhà cho ba má ra, cho ba má coi mặt luôn. Mà ba má nói là trời ở Bình Định sao quá, ba má không cho quen. Em ơi, rồi vậy mốt em dắt anh về rồi lỡ cũng vậy rồi bỏ anh luôn hả? Không anh Tiền Giang là em kết rồi. Dễ thương gì mà sao mà ế được biết nữa à? Tại vì cái môi trường làm việc của em á chị thì thường là nam. Bạn nam cũng có, nữ cũng có, nhưng mà nam hầu như bạn trai của họ thì đẹp trai hơn họ nữa. Em sợ men lên bạn lắm. Cho nên khó kiếm bạn. Nói chung là có mấy anh IT lên trên đài nữa thì em cũng có ghẹo luôn thiệt. Ghẹo mà mấy ảnh không lắm lại sửa máy cho em luôn. Thôi, nãy giờ bạn gái chia sẻ nhiều rồi đó, bây giờ bạn trai chia sẻ đi. Dạ thì từ trước giờ thì gọi là yêu chân thành thì em cũng có trải qua hai mối tình. Gần nhất thì lúc em học năm 2 đại học thì cũng quen gần một năm. Nhưng mà cái người em quen thì cũng cấp 3 thôi. Thì cũng con nít với nhau rồi nó chia tay. Do tính chất công việc nó cũng sáng đi chiều mới về thì cũng không có thời gian. Rồi em thì lười lắm, kiểu như chưa tìm được bạn nào thích hợp thì là cứ nằm nhà em chơi thôi. Cho nên em mới tới giờ. Giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em thích mấy bạn nữ là cao khoảng 1m6 đâu lên. Thích bạn nó có cá tính xíu như bạn kế bên. Về với em bị ăn hiếp nhiều lắm nhưng thì em thấy cũng ok rồi. Bạn gái em có công việc ổn định thôi. Bên đó ổn định rồi đó. Không à, nếu mà cắt máy khách hoài còn chưa chắc ổn định thôi nha. Rồi bên kia? Anh không... ơi, em không cao được 1m6. 5m8, 5m9 gì à, không tới 1m6. Còn nhiều đâu. Trời, cũng có 2 phân thôi em, sao nữa. Em thích bạn trai thì sao? Nói cho anh nghe nè. Bạn trai có một nụ cười giống Ngô Kiến Huy. Không có giống Kiến Huy, Kiến Lửa được không? Bạn trai cao tầm khoảng 1m67 đến 75. Không mặt, không ốm, tại em ốm rồi. Anh bên kia ơi, anh có biết nhậu không anh? Dần có em. Anh nhậu bia khoảng được bao nhiêu chai? Thì chừng nào người ta về thì anh về. Vậy được rồi, được rồi. Lâu lâu anh em mình buồn bài ra nhậu ha. Vui hả? Hồi nãy là anh quên nói là anh thích mỗi bạn gái là biết nhậu với anh. Mấy chai? Em thì nhậu rượu đế không? Không, em uống rượu đế em cũng không biết uống
uống rượu nhiều, nhưng mà uống bia chắc em uống tầm khoảng từ 5 đến 6 chai tùy hứng nữa. Anh à, thật sự anh thấy cô gái này anh khoái dù cá tính đó nha, coi mặt cái coi. Hello. Dạ, chào anh Nguyễn Linh. Trời ơi, bây giờ anh tưởng tượng khác. Không nhận em lạ thiệt á. Lạ không anh? Lạ. Nó bậy cúp máy bây giờ. Em cũng lạ. Đừng có gạt gác máy với anh nha. Nhưng mà gác máy là phương án tốt nhất. Em có thích lãng mạn không vậy? Em cũng thích một tí, nhưng mà đừng lãng mạn quá. Em cũng thích đừng nói những từ ngôn tình. Em thấy sến lắm. Dù hôm đó là ngày lễ đặc biệt gì đó, rồi anh về sớm anh làm hết nhà giùm em, có gọi là lãng mạn không? Thì nó có gọi là sến không? Không, anh sến tức là nói những cái từ mà ví dụ như là anh yêu em, khi nào biển cạn thì anh hết yêu em. Đó, đúng rồi, nó ngôn tình. Còn nếu như anh làm phụ việc nhà của em quá sướng rồi, em nằm không sướng thì chết luôn, cái gì đâu. Em không thích gì hả bạn trai? Bạn trai á? Ừ, hút thuốc anh. Anh không hút thuốc em ơi. Từ được rồi, được nhỏ rồi. Tới lớn không hút thuốc. Không thích gì nữa không? Ừ, không thích bạn đó. Hay cằn nhằn em, hơi gia trưởng nữa. À, nói chung là thường thì em có những cơn lười biếng bất chợt, thì đừng có dặn em là được rồi, từ từ em làm. Công nhận em hay thiệt nha, em có những thứ bất chợt hay thiệt. Nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được nè? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm chị. Còn nhỏ vậy lấy cứ lấy luôn hả? Tại vì còn nhỏ chụp hình cưới cho anh đẹp. Oh, hay, ý đề hay nè. Duyên lắm. Em chào chị. Nếu mà được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Thì em cũng đang dự tính là 6 tháng đến 1 năm, tức là em nghĩ đẹp nhất là tháng 6 năm sau. Tại sao? Em cũng còn trẻ quá mà, lấy vợ chi sớm vậy em? Tại vì em suy nghĩ là mình an cư là mình lạc nghiệp chị. Là em muốn còn trẻ thì mình có gia đình sớm thì mình mới có cái mục tiêu để mình phấn đấu cho tương lai. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không? Ờ, em không thích người bạn gái mà giấu giấu gì đó. Em thích một người là ngay thẳng thôi. Có cái tật xấu gì mình chưa chia sẻ không em? Dạ thì cái tật xấu của em thì mọi người nói là em hơi khó tính xíu. Trời ơi, mới chút xíu gì mình khó tính. Dạ tại vì ví dụ như em khi mà làm việc gì á thì em đã nói là em phải làm liền. Nhưng mà nhiều khi cái quyết định của mình nó chưa đúng, mình phải đem ra mình bàn với những người thân mình chứ. Dạ đúng rồi, thì bởi vì em mới cần lập gia đình để có vợ hay bàn gì đó. Với vợ, dạ không? Đúng rồi. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ở nhà ai quản lý? Nếu mà vợ anh thích giữ hết thì cũng được. Chỉ hết ngày cấp cho anh 50 được không anh? Được em. Chỉ cần mỗi tối là em nhậu với anh là được. Anh khỏi đi đâu, đâu có nhậu thì tiền. Anh đừng có lo, em thích, em thích nhậu mà. Bây giờ mình gặp người thân đi. Đi với ai nè? Em đi với đồng nghiệp em, với chị gần nhà chị họ em. Rồi, để cho chị gặp đồng nghiệp với chị họ của bạn gái. Dạ, em chào chương trình anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Thì thấy hai bạn nét tương đồng hơi nhiều. Tính Phượng thì đôi khi cũng còn con nít lắm. Với lại mong bạn là chịu được cái tính là sáng nắng chiều mưa, tối đông đưa chiều cường của Phượng. Nhưng mà thấy cái này được không? Đánh giá riêng thì bạn thì có thể là cho 9.5. Còn với bạn Phượng thì không biết là bạn Phượng sẽ đánh giá bao nhiêu. Cảm ơn bạn. Trai đi với ai? Dạ thì hôm nay em đi với bạn thân của em, với ba anh đồng nghiệp. Dạ, xin chào chương trình. Khương thì người rất là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình công việc. Bạn ấy không có gia trưởng đâu, theo em nhận xét là như vậy. Và tính tình rất là hài hòa. Bây giờ quan sát bạn nữ này chắc cũng đạt được khoảng chừng trên 8.5 của bạn Khương, bạn đưa ra là. Kéo màn, hai bạn sẽ có thời gian 2 phút để gặp nhau. Mời bạn. Có hoa tặng nha. Em cảm ơn anh. Em thấy em sao? Em cũng là xinh. Anh khoái cái điểm nhậu lắm. Khi mà lúc mà tìm đối tượng á thì đôi lúc cũng đặt cái tiêu chí đó mà tìm hoài cũng không thấy. Trời ơi. Chỉ là tìm bạn gái đi nhậu à? Dạ. Thôi mốt lỡ mà anh dắt em đi nhậu đồng nghiệp của anh á thì anh nhậu đi em ăn cho. Ủa tới đây nói chuyện nhậu hả? Khi làm em theo rảnh thời gian nào nhất? Hiện tại thì anh rảnh vào buổi tối và chủ nhật thôi. Nếu như hẹn hò một tháng hẹn hò được mấy lần? Tháng thì ngoại trừ 3-5-7 ngày nào cũng hẹn hò được hết. Sao là ngoại trừ 3-5-7? Thì 3-5-7 anh đang buổi tối anh đang có mắt đi học để trao đổi, nên là học thêm. Còn thường là em rảnh 3-5-7. Thì để anh xác định học lại sao đâu. Công tác mà qua ngày từng kia có thường đi không? Nói chung có thể. Có thể là thỉnh thoảng thôi hay là thường xuyên? Thường sẽ hết dự án luôn em. Tại vì không thích, nếu như mà lỡ mà hai đứa có tiếng xài cứ đi công tác thì em không thích lắm. Của bạn gái rồi á thì với anh chỉ có một người thôi. Có nghĩa có đi công tác tối anh cũng sẽ về với em. Như tối về em được. Anh có ngại bạn gái hơi dạng không? Không, tức là tánh anh thì
thì với người khác thì có thể là hòa đồng vui vẻ, nhưng mà với bạn gái anh không biết nói gì, anh nhát lắm. Nói chung bạn gái cũng tính cách chọc chọc anh thì nó tốt hơn. Tại vì em rất là dạng. Thường là em nói chuyện với nhiều người, người lạ em có thể ghẹo được luôn. Đi với anh đừng có ghẹo, mất công là đánh. Không, tất nhiên rồi, đi với anh sao ghẹo được. Mấy người nói chứ không có làm đâu em. Mấy cái người im im, mấy người đó mới ghê. Em yên tâm, cái đó chị bảo đảm. Dạ. Rồi kế hoạch tương lai nếu tụi em hẹn hò với nhau? Em dự định là sẽ về quê. Nếu như em về quê em làm việc thì anh có thể xuống dưới, nói chung là xuống dưới để gặp em được không? Được. Hiện tại thì anh đang ở quận mấy? Hiện tại anh đang ở quận 7. Tại vì anh quận 7, em quận 12, hai đứa mình xa lắm luôn á. Xa hơn em về Long An luôn á. Bây giờ cổ đang nói là xa như vậy rồi hẹn hò. Cuối tuần thứ 7 em có thể đi được. Công việc của em thường là thứ 7, chủ nhật vẫn làm bình thường, ngày lễ vẫn đi làm. Em làm theo ca. Nhưng mà có hẹn hò thì anh phải nói trước, em sắp xếp lịch nhờ người làm thay này nọ hay là em xin nghỉ ngày đó. Chứ đùng cái em nói sáng em nhắn bữa nay đi chơi nhưng em là chắc không được. Tại vì cái tính của anh là thích là làm liền không à chứ. Tại vì công việc của em thích làm liền không có được. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Con cái thì em thì con trai con gái đều được anh, nhưng mà em vẫn thích con gái hơn. Em thích hai đứa, đứa đầu là con trai, đứa sau là con gái. Mỗi người nói một câu cảm nhận về đối phương. Thực sự anh nghĩ là mình sẽ hợp nhau rất là nhiều. Anh hy vọng là mình có thể có một bước tiến gì đó nó mới hơn. Đơn giản là em thấy anh chắc hợp gu với em, cho em nhậu là được rồi. Trời ơi, ủa đi kiếm chồng mà cô cứ nhậu nhậu hoài hả? Trời ơi à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm hay không bấm. Giờ cũng không cần phải nói gì nhiều, chúng ta hãy quyết định cho nó nhanh lẹ. 1 2 3. Mời em.